Ly xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh Trường Ly Family. Hiện tại thì gia đình nhỏ của Ly đang sinh sống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Trong video hôm nay thì hôm nay chồng Ly anh đi lên núi rồi, chiều tối anh mới về. Nhà chỉ còn có ba mẹ con à, mà công việc thì đã gieo hạt giống xong hết rồi. Nói chung không còn chuyện gì làm nữa hết. Bây giờ á, đưa đây cho ba nè. Bây giờ Ly với lại cô Tiên, cô Biên sẽ kêu xe ôm đến. Xong rồi mấy mẹ con Ly sẽ đi siêu thị, đi mua thịt bò về làm bò lúc lắc ăn. Với lại đi siêu thị chơi chút xíu. Mời ông bà cô chú và các bạn theo chân Ly, gia đình Ly nha. Con là con trung tiểu chú. Hả? Con là con trung tiểu chú. Con là ai? Con là ai đang sống ở Trung Quốc? Nói chậm lại coi. Con là trứng chim yến hả? Con là cu tin sao? Muốn nói rồi sao? À, chào ông bà cô chú. Anh nói con là cu tin đang sống ở Trung Quốc. Giờ để tàu bộ tới, để bác xe ôm đến rồi đi. À, bác xe ôm đến rồi, tàu bộ lái rồi cả. Chạy. Con đi mua bánh hả? Mua bỉnh càng hả? Ok, chi? Càng. Mua lúa. Mua lúa thế mà xẻo xoan thiến ba. Bao nhiêu một trái? Ồ, liêu liếng hôm nay có 26 tệ một ký sầu riêng, 26 tệ ký chung, 52 tệ ký Việt Nam. Đây có xoài chín nè, Ly sẽ mua 2 trái. Xoài là 8 tệ một ký chung. Mua 2 quả thôi. Cái gì? Vô chưa yên tháo hả? Nè yên tháo nè. Yên tháo 45 tệ hả? Có mặn cục nữa, có khế nữa. Siêu thị chỗ gần nhà Ly mới sửa lại cho nên buôn bán đầy đủ hơn lúc trước. Mà mua chanh để dành làm nước mắm, ăn gà luộc đồ đó. Nhà thấy đồ đủ chín không? Giờ Ly sẽ mua hành, một củ hành để làm bò lúc lắc. Mua mấy quả cà chua. Mua 5 quả. Để xuống đi, mama kiếm không có ớt chuông. Có ớt màu đỏ nhưng mà không có ớt xanh. Để mua mấy trái ớt màu đỏ. Ớt màu đỏ hững xiển hả? Tí tí ngồi im nha con, té nha. Ớt màu đỏ. Để kiếm thêm ớt màu xanh mua nữa. Mua khoai tây, bò lúc lắc ăn với khoai tây chiên. Sao? Ở đây bán thịt bò. Té đó con, ngồi xuống. Chi ban thủy. Đi mua xong rồi, bây giờ để xe ôm đi về. Hai đứa lại đây nó chơi nó quậy. con ăn đi. Cứ tí tí ăn không? Cứ ăn hết rồi kìa.
được ăn cái hộp đau nhã, cái hộp dục đó. Nè, Phương Na Lị, thấy không? Mama, cô làm cho hạnh phúc cho cơ mà. Ừ. Nó chỉ ý kiến gì mà. Ừ. Tí tí vô ăn ăn nhã hộp ra, ba mà căng căng. Thua chữ đó à. Đúng rồi, bỏ xuống. Ăn phải nhả hộp vậy đó, đi khang cứ cưa ra. Thấy không? Nhả hộp ra, cái hộp đâu? Nhả ra. Đúng rồi, giỏi. Rồi hai đứa ngồi đây ăn đi, mama đi làm công chuyện đã. Nhớ nhả hộp nghe chưa? Đâu cái hộp đâu, nhả ra. Đúng rồi, bỏ xuống. À, cái cơ hội hiển nhiên mà. Ừ, hiển nhiên, anh nói cái hộp cứng lắm phải không, đúng rồi. Ừ, tí tỉ nhả hộp ra. Cái hộp đâu? Nhả ra. Nhá hộp qua chưa? Ờ đúng rồi, rồi ăn đi. Mà thấy Ly chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ Ly sẽ đi ướp thịt bò trước. Ly sẽ cho vô đây một ít tỏi nè. Dầu hào. Mà. Nước tương. Mà cho xem là dầu. Hử? Cho xem là dầu kì. Ừ. Mà cho xem là dầu. Hay có gì vậy? Hay xíu quá. Cho xíu xíu bột ngọt. Đường, hạt nêm, một ít dầu ăn vô, ướp thịt cho dầu ăn vô sẽ làm cho thịt của mình nó sẽ mềm hơn. Và tiêu. Trộn đều hết luôn. Ồ quên, cho xí xí tương cà. Rồi xong luôn. Đi hết tương ớt rồi, phải có tương ớt mới ngon nữa. Trong thời gian ướp thịt bò, Ly sẽ đi chiên khoai tây. Ly chiên khoai tây, Ly sẽ chiên theo cách này. Ly chiên một lần, xong rồi Ly vớt ra để cho nó nguội, thiệt là nguội. Ly sẽ chiên thêm một lần nữa. Ly đã nấu xong món bò lúc lắc của nhà Ly rồi. Bây giờ thì còn cái này thì để chiều về cho chồng Ly. Ảnh hâm thịt lại, ảnh bỏ vô sau. Đây, đây là phần của ảnh đây.
cỡ 3-4 giờ chiều là anh về tới nhà rồi. Ảnh chứ không có phải 5-6 giờ. Đó. Rồi, qua lúc lát tới đây. Hai con trai cưng ơi. Ăn đi hát hò. Mời ông bà cô chú ăn nha con. Mời cho con học chưa? Đây là phần của Ly. Con mời ông bà cô chú ăn bò lúc lắc nha, con ăn đi. Đi mới cắt nhỏ ra cho mấy ảnh đó. Mặt dính gì vậy đâu? À, ăn chơi ri. Ngon không? Ngon lắm không? Uống nước đi con. Trời nóng nực là nó. Học chưa? Đi mời tới nhà ăn bò lúc lắc với Ly. Trời ơi, con tóc của mama có một chín bật có mà bật tay đi làm gì ăn lắm, không có cần phải chấm gì luôn á. Một hai ba vô gấp đi, gấp mẹ. Ăn cơm à? Ăn khoai tây đi, bữa nay ăn cơm. Không ăn gan mà ăn gan đi con. Ăn gan cũng biết ăn không? Dậu. Chồng đi anh đi, anh đi làm khoảng cỡ ba. Vô khoảng cỡ sáu chiều anh về tới. Ồ, để miếng rau đó sao bóc vậy? Rồi để miếng thịt vô. Rồi sao nữa? Chín tiền. Rồi sao nữa? Ồ, dữ vậy ta, ngon dữ vậy ta. Anh kia bắt trước này nha. Trời ơi, chảy nước miếng luôn kìa. cười. À, rồi, bỏ miệng. Nhai nuốt. Ngon không? Giấy nè, đừng có chay lên mình con. À cái gì ăn đi con. Ồ, lá chế hổ chưa ăn đi. Ê, cô tin cô bên ngủ rồi. Ây da, nằm nghỉ ngơi chút xíu coi. Cho nên cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh. Thường thường ta nằm võng ta kê cái chân lên cao phải không ạ? Ví dụ nhất là ta nằm trong nhà, ta kê cái chân ra ngoài đường, mà nhất là mình nằm gần gần cho xe qua lại đó, mình đứng nhìn tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó là bị mình đưa đạp bằng chân vô mặt. Hát cao kê rồi, kết nối liên tục. Trên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma. Trong